Hello các bác anh em nhá. Hôm nay anh Nguyễn rất vui được đón bố của bác Dũng với bác Dũng ở Hải Phòng lên lắp một bộ hát như trước mặt các bác kia. Đôi loa là MS-115. Đấy. Một con vang số mic DB Autix 5+. Đây bác ơi. Bác đang hát thảo không? Nghe cũng chất của nó đấy. Và là cái video kỷ niệm làm bảo hành.